Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học tiếng Việt lớp 4, bộ sách Cánh diều cùng trang web olm.vn. Chúng ta đang ở chủ đề mang tên Họ hàng làng xóm. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với bài học đầu tiên của chủ điểm mang tên Người cô của bé Hương. Vậy người cô của bé Hương là ai? Hương dành cho cô tình cảm như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đi đọc bài để biết được điều đó nhé. Bây giờ các con hãy chú ý lắng nghe cô đọc mẫu. Người cô của bé Hương, đấy là người cô mà bé Hương chợt nhớ tới trong một lần chuyện trò với các bạn. Bạn nào cũng khoe rằng họ hàng của bạn ấy tài giỏi nhất trên đời. Bạn Tâm khoe có một người anh họ lái máy bay rất giỏi, khi bay qua nhà Tâm thì ném thư cho Tâm. Loan thì khoe có một người chú lái tàu thủy mang về cho bạn ấy rất nhiều vỏ ốc đẹp hương nghĩ mãi rồi kể cô thu là cô của tớ cô tớ làm y tá ở bệnh viện ngoài hà nội cô ấy giỏi lắm thế cô ấy có hay viết thư cho cậu không các bạn hỏi hương lúng túng không chắc là cô tớ bận từ sau hôm đó hương bắt đầu viết thư cho cô thu kể về những chuyện hàng ngày ở lớp ở nhà Vài tháng sau, trong ngăn kéo của Hương có tới hơn 10 lá thư Hương viết cho Cô Thu. Thư không có địa chỉ, ngày tháng và chẳng bao giờ gửi đi đâu. Hôm nay, bỗng Cô Thu nhận được một phong bì dày cộp, trong đó có những lá thư của bé Hương do mẹ Hương ghi địa chỉ và gửi cho cô. Đọc thư, cô rất vui và cảm động. Cô không ngờ cái con bé Hương khi theo bố mẹ vào sài gòn còn bé tí xíu thế mà bây giờ đã viết thư cho cô nhớ đến cô nghĩ cho cô bao điều tốt đẹp ôi những nét chữ to tướng không đều hàng ấy mang đến cho cô biết bao niềm vui cô liền viết một lá thư cho bé hương kể công việc của cô cho hương nghe và hứa sẽ vào thăm hương trong kỳ nghỉ phép tới cô không quên bỏ vào phong thư một tấm hình đẹp nhất của cô theo xuân quỳnh Vậy là các con đã lắng nghe cô đọc bài người cô của bé Hương. Các con hãy dừng video này lại một lát và luyện đọc bài đọc cho thật trôi chảy nhé. Sau khi các con đã đọc được trôi chảy bài đọc này rồi thì ta sẽ cùng đi giải nghĩa các từ khó có trong bài. Đầu tiên, lúng túng có nghĩa là không biết hành động hay ứng xử thế nào. Dày cộp là rất dày, còn tí xíu là rất nhỏ bé nhưng xinh xắn. Bây giờ ta sẽ cùng bước vào phần chính của bài học ngày hôm nay, đó là đi trả lời các câu hỏi tìm hiểu bài. Câu hỏi đầu tiên của cô có nội dung như sau. Các bạn của Hương khoe về họ hàng như thế nào? Rất chính xác. Các bạn nào cũng khoe rằng họ hàng của bạn ấy tài giỏi nhất trên đời tâm thì khoe rằng tâm có một người anh họ lái máy bay rất giỏi khi bay qua nhà tâm thì ném thư cho tâm còn loan lại khoe rằng loan có một người chú lái tàu thủy mang về cho bạn ấy rất nhiều vỏ ốc đẹp như vậy các bạn nhỏ đều rất tự hào về những người họ hàng của mình đúng không nào qua các chi tiết này thì cũng có thể thấy các bạn nhận được sự quan tâm và yêu thương từ họ hàng trong gia đình khi bạn thì thường xuyên được nhận thư bạn lại hay nhận được quà là những vỏ ốc rất đẹp giống các bạn hương cũng có họ hàng và hương đã kể cho các bạn nghe về cô thu người cô rất giỏi làm nghề y tá ở hà nội của mình thế nhưng khi các bạn hỏi thêm về cô thu hương lại lúng túng vậy vì sao hương lại lúng túng các con nhỉ rất chính xác khi các bạn hỏi về cô thu hương lúng túng vì hương và cô thu chưa từng viết thư cho nhau nếu như tâm và loan được trao đổi thư được nhận quà từ anh từ chú của mình thì hương lại chưa từng được viết thư hay được nhận thư từ cô thu có lẽ lúc này hương mong muốn mối quan hệ của mình với cô thu cũng gắn bó và thân thiết như mối quan hệ giữa các bạn với họ hàng của họ vậy nên hương đã có một quyết định các con hãy tiếp tục cho cô biết sau lần trò chuyện với các bạn hương đã làm gì đúng rồi sau lần trò chuyện với các bạn thì hương bắt đầu viết thư cho cô thu Vài tháng sau thì trong ngăn kéo của Hương có tới hơn 10 lá thư Hương viết cho cô Thu, nhưng Hương không biết gửi đi đâu. Vậy là Hương đã viết thư cho cô Thu, kể về những chuyện hàng ngày ở lớp, ở nhà, nhưng rất tiếc là Hương không biết địa chỉ của cô và cũng không biết cách gửi thư, nên những lời yêu thương Hương dành cho cô vẫn nằm lặng im ở những lá thư trong ngăn kéo thật may sao mẹ hương đã biết chuyện và giúp hương gửi những lá thư ấy đến tay cô thu vậy khi cô thu nhận được những lá thư của hương cô cảm thấy thế nào và vì sao cô lại cảm thấy như thế rất chính xác khi cô thu nhận được những lá thư của hương thì cô thu rất vui và cảm động bởi vì cô không ngờ con bé hương tí xíu ngày nào giờ đã viết thư cho cô nhớ đến cô và nghĩ cho cô bao điều tốt đẹp hai người đã xa cách một thời gian dài hương và cô chưa từng gặp lại nhau kể từ khi hương theo bố mẹ vào sài gòn lúc ấy hương còn tí xíu nhưng giờ đây cô lại nhận được thư từ hương cảm nhận được tình cảm hương dành cho cô đáp lại tình cảm của hương cô thu cũng liền viết thư hồi âm hương và còn gửi kèm theo một bức ảnh rất đẹp của cô nữa vậy bây giờ các con lại tiếp tục tưởng tượng mình là hương trong câu chuyện trên thì con sẽ nói gì với các bạn khi nhận được thư của cô thu với câu hỏi này thì rất cần sự sáng tạo ở các con để nghĩ xem mình sẽ nói câu gì phù hợp nhất với trường hợp này. Cô có thể gợi ý cho các con một số cách nói như sau. Chẳng hạn, Hương nói rằng Cô Thu của tớ viết thư cho tớ rồi đấy. Cô còn gửi tặng tớ một bức hình cô trông thật là xinh. Các cậu xem này. Hoặc Cô Thu hồi âm thư của tớ rồi này. Ôi, tớ vui quá vậy các con hãy dựa vào trí tưởng tượng của mình cũng như trường hợp trong câu chuyện và nghĩ ra thêm những câu nói khác để nói với các bạn khi mà hương nhận được thư của cô thu nhé bây giờ thì cô sẽ đúc kết lại nội dung của bài đọc đó là câu chuyện đã kể về việc bé hương viết thư gửi cho người cô của mình qua đó khẳng định rằng chúng ta cần giữ liên lạc thể hiện tình yêu thương với những người thân trong gia đình vì điều đó sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho cả đôi bên cô hy vọng các con sẽ luôn biết yêu thương quan tâm đến những người họ hàng trong gia đình mình và luôn giữ được một mối quan hệ thật tốt đẹp với họ nhé bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc cảm ơn tất cả các con đã chú ý quan sát và lắng nghe hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo cùng olm vn